Chào tất cả mọi người nhá. Có lẽ hôm nay là cái ngày cực kỳ buồn đối với bản thân mình. Mình đã có chia sẻ trên tạp cộng đồng rồi, chắc là mọi người cũng đã đọc rồi. Việc người yêu của mình bị bắt đây. Thì chia sẻ mọi người cái câu chuyện như thế này nhá. Ở trong công ty thì có nhiều người quốc tịch với những cái du học sinh khác nhau. Và cái bà quốc tịch này người Việt Nam. Cô dâu Việt Hàn ấy, nhưng mà làm cái sản lượng nó không có được ổn định đấy, nên công ty quyết định sa thải. Thì khi trước khi mà đi thì ba này nói rằng là tao sẽ báo cho cái công ty này bị công an tới kiểm tra về pháp lý các thứ. Thì lần thứ nhất lúc đó là công ty có nhân nhượng và để cho ba này làm lại, nhưng mà thật sự cái số lượng ba này làm nó quá ít so với cái mục tiêu của công ty đưa ra, và nó cảm giác nó làm nó kiểu như là chơi 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 này. Thì thành ra là công ty đã nói lần hai và lần ba, thì lần ba là quyết định đuổi. Và sau khi đuổi thì nói rằng là nếu như đuổi tao tao sẽ báo cảnh sát để truy kết bất hợp pháp. Thì nói chung cái này mình thấy nó quá là tàn nhẫn đi. Và lúc sáng người yêu mình khi đang lên xe đưa đón công ty đi làm đó, thì chưa tới công ty nha, nó đã chần đầu xe rồi, có nghĩa là ở đấy nó đã theo dõi cái xe này rất là lâu rồi để nó bắt. Và trên đó là có 17 người, 17 người Việt Nam đấy, có nhiều người du lịch vừa mới sang họ chưa hồi vốn luôn. Nên mình nghĩ những cái hành động và hành vi mà những cái người có quốc tịch người Việt mà có quốc tịch Hàn mà làm đối với đồng hương của mình, thì mình nghĩ những người này phải nên có một cái quả báo gì đó. Tại vì bản thân của mình đã kém rồi thì nên rộng lượng với người khác, nhất là người đồng hướng của mình. Và cái chi phí mà mình hỏi để bảo lệnh một người bất hợp pháp ra ngoài á, là hiện tại nhá, phải mất 50 đến 60 triệu won, nó tùy theo cái mức độ bất hợp pháp của mình là bao nhiêu năm. Đó, đây là một cái điều đáng buồn. Và chắc là cũng phải chia tay Hàn Quốc thôi. Và sau khi người yêu mình bị bắt rồi thì cảm giác nó buồn lắm. Ngày nào cũng ở trong phòng này rồi nói chuyện rôm rả này. Đấy. Tồi nhất là đồ ăn vừa mới mua để chuẩn bị cho cái tuần này, mì tôm các thứ để cho tăng ca các thứ, thì vừa mới mua hôm qua chưa kịp ăn nữa. Chắc là khoảng thứ sáu tuần này là sẽ trục xuất về Việt Nam mọi người ạ. Và mình đang liên hệ bên luật sư để xem cái có bảo lệnh được không ấy, nên là cái với cái mức giá đó thì thật sự là khó khăn trong cái thời điểm này, nhưng mà để thử hỏi xem như thế nào. Buồn lắm, nói chung cái cảm giác mà khi mà mình gắn bó bé lâu dài rồi ấy, mà đột ngột người ta về như này rất là buồn. Thế trước đây mình cũng chia sẻ rằng là một cái người đồng hương của mình ở Hàn Quốc đi bị bắt về đi, hay là bị sa mang đi, thì mình cũng đã cảm thấy rất là nhói lòng rồi. Trước đây cái cầu bàn của mình thật ra cũng ít chơi lắm, nhưng mà khi bị bắt về thì mình cũng rất là buồn, thì huống gì là người yêu của mình nữa. Mong là mọi người có thể đồng cảm.